Quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo là thời gian dành cho chương trình Tây Bắc Chuyển động phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình ngày hôm nay sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Phú Thọ đẩy mạnh chuyển đổi số trong quảng bá di tích lịch sử. Trường học nông trại, hiệu quả giáo dục gắn với thực tiễn tại Lào Cai. Sắc trắng tinh khôi của hoa lo kèn tại Yên Bái. Cuối chương trình sẽ là những thông tin dự báo thời tiết các tỉnh trong khu vực. Trước khi là phần tin, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa du lịch, các địa phương trong tỉnh Phú Thọ đã thực hiện gắn mã QR code tại các điểm di tích lịch sử, giúp du khách dễ dàng tra cứu thông tin và giới thiệu quảng bá du lịch của Phú Thọ. Từ cuối năm 2022, Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Việt Trì phối hợp với Viettel Phú Thọ triển khai gắn trên 50 bảng mã quét QR code song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh đặt tại tất cả 49 điểm di tích được xếp hạng cấp tỉnh trở lên tại Việt Trì. Bảng mã QR code được đặt ngay lối ra vào di tích, giúp người dân và khách tham quan dễ dàng, nhanh chóng tìm được các thông tin cần thiết. Việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác giới thiệu, quảng bá di tích lịch sử thông qua quét mã QR code đóng góp tích cực vào quá trình bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa lịch sử trên quê hương đất tổ. Thời gian qua, ngành nông nghiệp tỉnh Sơn La đã phối hợp với các đơn vị chức năng của tỉnh, tăng cường công tác quản lý tuyên truyền, thực hiện thanh tra kiểm tra, xử lý nghiêm những cơ sở vi phạm về kinh doanh vật tư nông nghiệp. Mỗi năm, nhu cầu của nông dân trong tỉnh Sơn La cần gần 460.000 tấn phân bón vô cơ, gần 690.000 tấn phân bón hữu cơ, phân sinh học, hơn 400 tấn thuốc bảo vệ thực vật các loại và hơn 4.300 tấn giống cây trồng nông nghiệp. Thời điểm này, bà con nông dân đang bước vào vụ sản xuất lúa xuân và gieo trồng cây trên nương. Nhu cầu về vật tư nông nghiệp tăng cao. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh phân bón thuốc bảo vệ thực vật giống cây trồng trên địa bàn tỉnh, niêm yết giá công khai và không để xảy ra tình trạng bán hàng giả, hàng kém chất lượng và tình trạng đầu cơ, tích trữ găm hàng, thổi giá lên cao, góp phần ổn định thị trường vật tư nông nghiệp. Những năm qua, công tác trồng rừng tại huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang đã trở thành phong trào rộng khắp, được người dân tích cực triển khai và có nguồn thu từ rừng. Toàn huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang đã trồng được 340 ha rừng, đạt trên 44% kế hoạch, bằng 195% so với cùng kỳ. Trong đó trồng cây có tính chất dược liệu gần 205 ha. Để có được kết quả trên, huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, vận động người dân tích cực tham gia đấu tranh, tố giác các đối tượng có hành vi vi phạm về công tác bảo vệ rừng được hơn 7.200 lượt người, thực hiện tốt chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng gắn với công tác bảo vệ rừng, đồng thời bố trí nguồn lực từ các chương trình, dự án để đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn, trong đó ưu tiên đào tạo các ngành nghề về trồng rừng, dược liệu. Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Điện Biên ghi nhận số lượng bệnh nhân nhiễm bệnh cúm A gia tăng. Theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn, người dân cần thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh kịp thời. Trong tháng 3 vừa qua, tại khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên có gần 40 ca mắc cúm A nhập viện điều trị. Cúm A là bệnh về đường hô hấp cấp tính thường xảy ra khi chuyển giao mùa. Do các chủng virus phổ biến như AH1N1, AH3N2, AH7N9, AH5N1 gây nên. Bệnh có khả năng lây nhiễm cao và có tốc độ lây lan rất nhanh trong cộng đồng. Cơ quan chuyên môn khuyến cáo người dân cần chủ động phòng bệnh. Biện pháp hàng đầu là tiêm vaccine phòng cúm định kỳ, hạn chế tiếp xúc với bệnh nhân cúm hoặc các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh. Khi có triệu chứng ho, sốt, sổ mũi, đau đầu, mệt mỏi, không tự ý làm xét nghiệm và mua thuốc điều trị tại nhà, cần đến cơ sở y tế để thăm khám và điều trị. Quý vị và các bạn thân mến, nhiều trường học, nhất là ở địa bàn vùng cao của tỉnh Lào Cai đang khá thành công với mô hình trường học nông trại. Mô hình không chỉ giúp nâng cao chất lượng giáo dục mà còn rèn kỹ năng lao động cho học sinh, giúp các em hiểu và gắn bó hơn với môi trường tự nhiên. Từ năm 2014, trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Thảo Chư Phìn, huyện vùng cao Simacai, Lào Cai đã triển khai trường học nông trại.
thiết kế mô hình trường học phù hợp với thực tế địa phương đã thu hút sự tham gia của học sinh khi các em được tự tay làm những công việc nhà nông ngay tại trường. Trong quá trình thực hiện cái mô hình đã áp dụng được cái kiến thức của tất cả các môn học, chẳng hạn như là môn sinh, môn công nghệ, môn hóa học và trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng, trồng trọt. Thứ hai nữa là thông qua cái phát triển mô hình thì để giáo dục các kỹ năng sống cho các em. Thực hành chăm sóc, trồng dê, tham quan trồng dê. Từ những bài học đó, bọn em về nhà thường thực hành tại nhà giống như là cắt cỏ cho bò, cho trâu ạ. Còn tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, những tiết học ngoại khóa như thế này đã quen thuộc với học sinh. Năm học 2022-2023, trường tiểu học Minh Lương thực hiện mô hình vườn ươm quế với hơn 4 vạn cây giống. Các em học sinh được trực tiếp thực hành, tự tay tra hạt, chăm sóc cây. Sau các giờ học, em và các bạn thường ra đây tưới quế và nhổ cỏ cho quế bắt sâu. Em cảm thấy rất vui khi được cùng các bạn ra chăm sóc cây quế ạ. Với 564 học sinh, 100% dân tộc thiểu số, nhiều em chưa mạnh dạn, thiếu kỹ năng. Vậy nên hoạt động gắn giáo dục với thực tiễn đang mang lại nhiều ý nghĩa. Đặc biệt, khi gần 2 vạn cây quế được xuất bán, kinh phí thu được dành để hỗ trợ học sinh khó khăn. Các cái hoạt động, ví dụ phòng chống đuối nước, thực hiện trải nghiệm gắn với thực tiễn, đó là mô hình vườn ươm. Mà vườn ươm này là phục vụ thực tiễn cho các em, được các em được các cái quy trình từ gì ạ, từ làm đất cho đến làm bầu, cho đến tra hạt và đến chăm sóc thì các em đều được thực hiện. Đổi mới phương pháp dạy, gắn lý thuyết với thực tiễn thông qua mô hình trường học nông trại, trường học xanh đang mang đến cho học sinh của tỉnh Lào Cai những tiết học hấp dẫn, ý nghĩa và nhiều lợi ích. Thưa quý vị và các bạn, được yêu mến bởi vẻ đẹp tinh khôi, thuần khiết, hoa lo kèn hay còn gọi là hoa Huệ Tây đã bắt đầu tràn ngập trên các con phố của thành phố Yên Bái. Loài hoa này thường chỉ nở rộ vào trong tháng 4 hàng năm, nên với nhiều người mê hoa, thời điểm này thường không bỏ lỡ. Chính điều này đã làm nên nét đặc trưng riêng có của thành phố Yên Bái. Sự xuất hiện của hoa lo kèn trên các con phố của thành phố Yên Bái đã trở thành điểm nhấn tinh khôi trong bức tranh giao mùa. Hôm nay, chị Nguyễn Thị Bạch Yến ở phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái tranh thủ chọn cho mình những bông hoa loa kèn đầu mùa mới chúng chín nở. Năm nào đến tháng 4, chị Yến cũng mua hoa loa kèn về cắm, bởi với chị, hoa loa kèn không chỉ đẹp tinh khôi, thuần khiết mà còn mang nhiều ý nghĩa. Ừ, hoa này chị yêu thích vì nó vào đúng dịp mà của độc lập của đất nước ấy, ngày 30 tháng 4, 1 tháng 5 ấy. Thế nên là chị thích trắng tinh khôi mà nó thơm. Đấy, nó cũng được lâu, lâu tàn. Với màu trắng tinh khôi của hoa và màu xanh ngắt của lá, thân, những bó hoa loa kèn trên các gánh hàng hoa đã tô điểm thêm cho phố phường Yên Bái. Do hoa chỉ nở rộ trong tháng 4 nên người dân thường tranh thủ mua hoa về cắm. Người mua ít cũng khoảng 5 cành và có những người mua đến hàng chục cành. Nhà mình thì trồng nhiều năm rồi nhưng mà thấy người ta, cái hoa này người ta giờ mua nhiều lắm. Có người mua 2, 3, 40 cành, nhưng có người chỉ mua 10 cành, nhưng đa số là mua 10 cành nhiều. Năm nay thì nhà mình đây là trồng tại nhà, thì chăm sóc tốt hơn thì hoa phát triển tốt hơn, đều hơn, cây nhiều nụ hơn. Hơn một xào hoa loa kèn của gia đình ông Trần Hồng Thịnh ở xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái phát triển tốt và bắt đầu bừng nở. Trung bình mỗi cây cho từ 5 đến 6 bông, có những cây cho tới từ 15 đến 17 bông. Mỗi ngày gia đình ông bán được khoảng 1.000 cành loa kèn, nên ngoài diện tích hoa tự trồng được, gia đình ông còn phải nhập thêm ngoài mới đáp ứng đủ nhu cầu của khách. Tôi trồng cái hoa này từ lúc trồng đến đây tháng 9 bắt đầu tôi trồng, thì đến bây giờ là chuẩn bị được thu hoạch, nhưng mà thực ra cái hoa này mình trồng không phải phun thuốc. Đấy. Ưu điểm của nó chăm sóc thì đơn giản, tôi cảm thấy cái hoa này nếu mà để mà nhân rộng ra thị trường để mà trồng ở tại phiên mình thì ít người làm, nhưng tôi mới làm, cái thu nhập cái hoa này rất là tốt và thu nhập rất được cao. Hoa loa kèn ở Yên Bái chủ yếu là hoa kèn ta, bông nhỏ, nhưng khi nở cánh hoa chuyển sang màu trắng muốt và tỏa hương thơm dịu dàng. Không chỉ tô thắm cho thời khắc giao mùa mà còn đem đến niềm vui cho nhiều người dân khi năm nay hoa được mùa.
Dự báo thời tiết các tỉnh khu vực Tây Bắc đêm mùng 8 ngày mùng 9 tháng 4 năm 2023. Tỉnh Lào Cai sáng nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, vùng núi trời rét, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ. Tỉnh Lai Châu sáng nhiều mây, vùng núi có mưa vài nơi, đêm về sáng trời se lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Tỉnh Điện Biên sáng nhiều mây, trưa chiều hưởng nắng, đêm về sáng trời mát, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Tỉnh Sơn La sáng nhiều mây, trưa chiều có nắng, đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Tỉnh Yên Bái có mây vài nơi, đêm có mưa vài nơi, đêm về sáng trời se lạnh, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Tỉnh Hà Giang sáng nhiều mây, trưa chiều có mưa nhỏ, đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Tỉnh Tuyên Quang có mây vài nơi, đêm về sáng trời lạnh, vùng núi trời rét, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Tỉnh Phú Thọ có mây vài nơi, trưa chiều có nắng, đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin về thời tiết các tỉnh trong khu vực đã khép lại chương trình Tây Bắc chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.